Xin chào các bạn, cung Bạch Dương. Và đây là dự đoán tuần từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2022 dành cho các bạn. Mình thấy các bạn cung Bạch Dương trong cái tuần này các bạn khá là mệt mỏi, các bạn bị kiệt sức, mất ngủ rất là nhiều. Các bạn kiểu suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cái sự thay đổi công việc của các bạn. Các bạn đang gánh chịu rất là nhiều những cái áp lực tinh thần vì trong cái môi trường làm việc của các bạn nó đang có rất là nhiều vấn đề và các bạn đang muốn thay đổi. Các bạn nó kiểu mệt mỏi, cảm thấy buồn chán, chán nản, tẻ nhạt. Và các bạn trong khoảng thời gian tới các bạn cũng sẽ bị tấn công, các bạn sẽ bị chỉ trích. Và các bạn cẩn thận là các bạn đi lại nhá, bởi vì mình thấy là có thể là các bạn sẽ có một cái tai nạn nào đó, hoặc là các bạn có thể là sẽ bị ngã, đi đúng nó không được cẩn thận ấy. Mình thấy là trong cái tuần này các bạn cảm thấy khá là kiệt sức. Các bạn cũng rất là mong đợi có những cái sự thay đổi về công việc và có những cái sự tiến triển về công việc. Các bạn tập trung rất là nhiều, các bạn cố gắng rất là nhiều vào công việc và các bạn đang muốn xây đắp một cái sự nghiệp, một cái sự thay đổi mới. Và ở đây thì Ace of Pentacles, cái lá bài này cho thấy là các bạn trong thời gian tới các bạn sẽ gặp một cái vận may, đó là các bạn sẽ gặp được một cái cơ hội mới. Bên cạnh những cái điều cũ mà các bạn đang đang phải gánh chịu ấy, các bạn đang muốn vượt qua cái áp lực, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để thay đổi trong thời gian tới. Các bạn sẽ làm việc với một người phụ nữ trong thời gian tới. Người này người ta sẽ trợ giúp cho bạn, người này rất là tốt. Nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận là cái môi trường làm việc mới của các bạn nó cũng sẽ có những cái sự cạnh tranh nhá. Và hãy tin vào trực giác, hãy lắng nghe trực giác của bản thân. Thời gian này thì các bạn, trong tuần này các bạn cũng sẽ gặp phải một cái số những cái chuyện buồn trong gia đình của các bạn. Các bạn sẽ gặp một người đàn ông, các bạn sẽ làm việc với họ hoặc là các bạn có những cái tương tác với họ. Và các bạn hãy cẩn thận bởi vì có một số người đang nói xấu các bạn ở sau lưng, đang bày ra những cái đặc điều về bạn. Và trong cái tuần này thì các bạn sẽ đang muốn như kiểu delete những cái khoảng thời gian trong quá khứ mà các bạn đã tương tác với một số những cái nguồn năng lượng tiêu cực, những người mà các bạn nghĩ rằng là họ đem đến cái nguồn năng lượng tiêu cực cho mình, và các bạn sẽ như kiểu như là sẽ clear, sẽ tẩy rửa hết tất cả những cái đau đớn của quá khứ đi, và họ sẽ bước ra khỏi cuộc sống của bạn, họ sẽ dừng xuất hiện ở trong cuộc sống của bạn. Có thể đó là sếp của bạn hoặc là những người có cái nguồn năng lượng rất tiêu cực. Các bạn sẽ có những cái công việc mới, sự lựa chọn mới, nhưng các bạn cũng sẽ có, nhưng mà các bạn cũng sẽ phải làm một mình, có nghĩa là phải âm thầm ấy. Mình thấy là các bạn luôn luôn đơn độc ở trên cái hành trình của các bạn đang rất là muốn cái sự thay đổi. Các bạn có đủ cái sự mạnh mẽ để vượt qua, nhưng mà tất nhiên là các bạn sẽ phải vượt qua một số những cái thử thách. Thử thách đó chính là cái sự đau buồn, cái sự buồn rầu, sự mệt mỏi. Và cái cơ hội nó đến thì nó sẽ đến, và các bạn hãy cố gắng chớp lấy, bởi vì có các bạn sẽ thay đổi công việc theo một chiều hướng tốt hơn. Nó sẽ cho các bạn có khá là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Các bạn sẽ gặp được một người chữa lành trong khoảng thời gian này. Các bạn cũng có những cái sự lo sợ, mệt mỏi, lo lắng về tương lai. Tuy nhiên thì về tình yêu thì các bạn sẽ vẫn phải đối mặt với cái vấn đề đó là các bạn, hai bạn đang rất là muốn tiến triển cái câu chuyện tình yêu, nhưng mà cái người này, cái người đối phương của bạn có thể là họ đang có một cái sự lựa chọn, hoặc là họ đang suy nghĩ về mối quan hệ của hai người ấy. Khoảng thời gian này thì có thể các bạn sẽ gặp được người yêu mới. Có thể là các bạn sẽ có một cái sự tương tác với những người mới, và các bạn sẽ gặp một người khá là chín chắn, họ khá là lạnh lùng nhưng mà họ rất là lý trí. Các bạn cũng rất là ưu tiên sự nghiệp và các bạn sẽ tìm được tình yêu trong sự nghiệp của mình.
nếu mà tình yêu này tiến triển tốt ấy thì các bạn sẽ có thể đến đến các bạn sẽ phát triển đến hôn nhân. Lời khuyên cho các bạn chọn cung bạch, lời khuyên cho các bạn cung bạch dương. Có điều gì đó đang tốt đẹp đang chờ đợi các bạn, vì vậy nên các bạn hãy đừng đừng có buông xuôi, đừng có buông bỏ. Hãy tin vào sự may mắn đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng có một số vấn đề nào đó mà các bạn không đạt được ý, thì có nghĩa là đây là số mệnh đang thử thách các bạn, vũ trụ đang thử thách các bạn. Vì vậy nên các bạn hãy vững tin. Nếu như mà các bạn đang gặp bế tắc thì các bạn hãy cố gắng tìm ra được một cái giải pháp, một cái sự hòa bình, cái tiếng nói chung. Bởi vì ở đây mình thấy rằng là giữa bạn với cả sếp của bạn, hoặc là những cấp trên, hoặc là người người yêu của bạn, thì giữa mọi hai bên đang không có tiếng nói chung. Vì vậy nên các bạn hãy cố gắng dàn xếp càng nhiều sớm càng tốt để các bạn có thể ổn định được cảm xúc của mình. Đây là thông điệp cho các bạn cung bạch dương trong tuần này. Và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau.